lúc này là đoàn đại biểu của Ủy ban Nhân dân xã Tân Dân đang ngồi ngắm các sản phẩm của gỗ Thành Lâm của tôi. Đây là các sản phẩm của đồ gỗ Thành Lâm của tôi tại gian hàng của lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ 3. Thành Lâm chúng tôi là rất vinh dự hôm nay là góp mặt. Xin chào các khách mời, được biết xong.